Cái nào hư thay, cái nào hư giữ lại hết. Rồi bơm thấy bảo dưỡng ok không? Dạ. Mình từ đâu vô anh? Dạ em ở Quảng Ninh, Quảng Bình. Vào lấy con 2021 đó đó. Thấy hộp số má rồi mở ra có liên hệ gì không? Dạ. Anh em đang thắc mắc về cái vấn đề mà quy trình bảo dưỡng ra sao, có nên giữ lại rin 2 cục hay là rin 3 cục gì đấy, thì bữa nay mình sẽ đi phỏng vấn trực tiếp những khách đã từng trải nghiệm mua hàng của bên mình và cũng như là có những con máy đang bảo dưỡng thực tế tại đây. Thì anh chủ máy nè, đây giờ phỏng vấn với anh trai ha. Chào anh nè, anh mình tên gì ở đâu ạ? Tên Thủy Đắk Lắk ha. Dạ, anh có suy nghĩ sao về vấn đề mà hộp số rin với hộp số mở ra kiểm tra? Bảo dưỡng chạy là yên tâm rồi. Dạ, nói chung là ở đây thấy quy trình bảo dưỡng ok chưa? Ok. Dạ, như con này là anh lấy Kubota DC70 Pro đời 2022 luôn á, nhưng mà hộp số đây bà con. Đồng ý rim 3 nhưng mà phải mở ra kiểm tra. Thì mở ra mới phát hiện là ở trong nó có một vài cái đạn nó bị lỏng lưng hay là sao đó. Thì mình tiến hành mình thay cho anh, chứ không phải là để rim 3 như vậy là mình xài tốt đâu. Cũng đừng, bà con cũng đừng quan trọng vấn đề trên 2, trên 3 quá. Nói chung mình mua về dùng chủ yếu là cái đảm bảo cái chất lượng nó có ngon hay không ha. Giờ mình đi tiếp thêm một vài con máy nữa đã làm xong rồi cho quý bà con mình xem. Như con này thì em bảo dưỡng hết tất cả, như dàn chân lăn nè, thùng nè, mấy cái bạc này em đóng lại hết nè ha. Đó. Rồi dàn thùng trong quặng, ví dụ mà khách muốn có yêu cầu thay inox thì em sẽ thay inox luôn cho mình ha. Rồi cura này kia làm thẳng thớm hết, bốn cây khoan nè, với lại mấy cái miếng máng làm sao làm hết. Ví dụ nguyên con máy mình như thế này là em sẽ rã ra tành như thế này luôn nè anh em, rã ra toàn bộ nè, rã ra toàn bộ như thế này hết luôn ha. Rồi ví dụ vàng mở hết cái hàm ra, mở hết cái băng tải ra, rồi hết cái buồng đập này ra, cái nào hỏng hóc hay là cần thay thế thì mình sẽ làm. Như đạn bi này kia đây cũng đóng mới, ví dụ có hư hao là làm hết. Rồi vàng máng này em, dàn máng này làm gì nói cho mấy anh nghe coi. Dàn máng này nè, bảo dưỡng nguyên con. Và cái dàn máng này là để zin hay là lót lại hay là trồng thêm hay sao? Cái này là lót lại, lót inox ha. Lót inox. Dàn máng này toàn bộ inox nè, bốn chai khoan kiểm tra nè, nói chung làm lại hết nguyên cái luôn. Quặng bọng nói chung là mua về dùng thì phải đảm bảo cái chất lượng đó. Đây rồi, như giờ qua đây để cho bà con xem thêm một chiếc Kubota DC70G nữa. Con này thì em đang cho, đã cho lót hàng rồi nè. Đó, thay là mấy cặp này nè. Xích băng tải còn xài được thì giữ, còn cái nào hư hỏng thì thay. Cái đó không thành vấn đề gì đâu bà con. Như con 70G này mới vừa làm xong cho anh trai ở Quảng Bình ha. Anh Mẫn ở Quảng Bình vào lấy con 70G đời 2021 ha. Con này thì làm full lại cho anh. Mấy cái đồ này chắc đồ của trong máy anh thay ra, dạng như nhớt nhau, bánh tăng, bánh tì đó, rồi lưới sàn, cái nào anh thay ra thì anh có quyền đem về cái đấy để sau này mình có thể ví dụ có tận dụng lại được thì mình tận dụng. Hiện tại thì bên em đang bảo dưỡng rất là nhiều máy, thì con vô mua chọn con nào có cảm thấy cái giá cả nó hợp lý thì mình lấy con đó ra mình bảo dưỡng. Còn mà bà con không bảo dưỡng một con máy nào đó thì cứ trừ ra cho con tầm độ 25, 30, 40 gì tùy cái máy ha. Không bảo dưỡng thì mình sẽ trừ tiền ra. Đây như con 70 nè. Ủa con 95 chứ con này 70 nè. Con này cũng mới vừa ráp xong hộp số, xin cẳng cũng làm xong rồi. Đó, ở đây em làm ví dụ giờ đưa chiếc nào là làm 10 chiếc như một rồi nè. Chiếu là mình thay thế cái gì thôi. Rồi sàn bọng này kia nó thay lại nóc hết. Còn cái vấn đề mà sơn hay không sơn, giữ ghim hay không giữ thì đó là do chủ máy quyết định. Nhưng mà thường em thấy đa số là 90% người dùng là người ta đều sơn lại hết nguyên con như thế này. Tại vì sơn miễn phí, tội gì không làm. Với lại là nó cũng, em ở đây cũng sơn đúng quy trình là chà ra, xả bột, xong rồi sơn lại áo keo, quy trình nó đầy đủ hết. Đó. Như anh trai để phỏng vấn. Anh thấy bảo dưỡng ok không? Dạ, ok. Chuẩn rồi ha. Mình từ đâu vô anh? Dạ, em ở Quảng Ninh, Quảng Bình. Quảng Ninh, Quảng Bình. Vào lấy con 2021 đó ha. Thấy hộp số má rồi mở ra có hư hại gì không anh? Dạ không. Dạ. Thì hư nó hư sơ sơ rồi. Dạ. Còn cái nào hư thì con làm lại hết ha. Anh này vẫn linh vẫn bình. Mà anh có suy nghĩ sao về cái vấn đề mà ghim, để ghim chạy với lại mở ra bảo dưỡng?
mình mở ra bảo dưỡng nó an toàn hơn. Dạ. Chứ nhiều khi bảo zin thì đồng ý zin nhưng mà không biết ở trong như thế nào thôi. Dạ, mở ra cái cho chắc. Nhớ cái quạt này anh ơi. Rồi kéo đi đi. Follow. Đây như hàm bọng đây nè. Hàm này chưa sơn nha, chưa sơn chưa dặm gì hết nha. Hàm nào hàm zin của nó. Giờ mình thay là hết mấy sợi dây xích nè, anh em thấy không? Nhông nào zin thì giữ. Ví dụ cái nào mà còn của nó còn đạt thì giữ lại, còn hư hại rồi thì mình thay bỏ. Đây. Đó. Hàm cũng khá chuẩn đó chứ. Con này chắc cũng mấy chiếc mắc tiền quá. Cũng có 21 thôi, cỡ đó. Đây. Đây như con này hồi sáng em mới vừa mở ra cho anh ở Phú Yên nè. Giờ hộp số thì em đã mở ra toàn bộ rồi nè. Cái chiếc nhông trong đây, cái nào hư thay, cái nào hư giữ lại hết. Rồi bơm thì đã đem đi cân chỉnh áp lại hết cho bà con. Đó. Giờ dàn chân tháo tung ra. Tháo tung ra làm gì? Kiểm tra hết dàn bi. Con nào lỏng lưng thì thay luôn con lăng, con nào rơ đạn thì thay đạn. Phết tất cả đóng mới. Rồi. Khoan thì rút ra 4 cây hết. Cây nào nhắm xài được xài, không xài được vứt. Rồi dàn máng này thì anh trai yêu cầu cắt ra. Cắt ra toàn bộ. Máng zin đó nè. Đây là máng zin nè. Đây là máng zin nè nha. Thay là toàn bộ máy inox ha. À, giờ đang gấp phe lăng đóng đạn rồi ra. Nói chung làm có quy trình hết rồi. Thùng dầu này kia cũng vậy, ví dụ mà cái máy gặt này nè, cái thùng dầu á nó dễ bị thủng á, để nó mỏng. Nó mỏng đâu tầm 2 ly, 2 ly rưỡi gì à, cùng lắm 3 ly, em chưa biết. Nhưng mà ba cái nó nằm ở một cái vị trí rất là khắc nghiệt, nó đất rồi lúa rồi nó nhét vô thì nó gây hiện tượng mục. Thì cái đó em sẽ làm đồng lại nếu có mục ha. Rồi vô ha. Ở đây hàm này hàng gì của con Pro, hàm này của con Pro hàng gì quá đẹp. Rồi ok, anh em nào đang quan tâm các dòng máy thì cứ liên hệ cho em. Còn riêng về cái vấn đề bảo dưỡng có cần hỗ trợ kỹ thuật gì thì cứ liên hệ để em cho số kỹ thuật bên em, anh em cứ trao đổi trực tiếp ha. Rồi cảm ơn quý bà con mình rất nhiều.